Ngày 10 tháng 8 năm 2022, đoàn công tác do đồng chí Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng sổ tiết kiệm dài hạn cho các công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 51% trở lên, có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng thời hạn 5 năm cho anh Phạm Hoàng Khôi, bảo vệ tại công ty cổ phần bao bì Biên Hòa, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Trong quá trình đi công tác, anh Khôi bị tai nạn giao thông và bị chấn thương cuộc sống thắt lưng, gãy ổ cối trái, gãy 1 phần 3 xương đùi trái, với tỷ lệ thương tật là 71%. Sau khi bị tai nạn, công ty bố trí anh Khôi làm việc tại vị trí phù hợp. Hiện hoàn cảnh gia đình lại khó khăn khi vợ làm công nhân, ba con đang đi học, nên Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức đề xuất Liên đoàn Lao động Thành phố trao tặng sổ tiết kiệm dài hạn để anh có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Cùng ngày, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đến thăm và tặng số tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Hương, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Doanh, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chị Hương cũng bị tai nạn lao động khi trên đường đi làm về với thương tật 57%. Hiện chị đang trong thời kỳ điều trị nên nghỉ việc ở nhà. Cuộc sống chị Hương thêm khó khăn khi còn hai con nhỏ đều trong tuổi đến trường. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động thành phố triển khai chương trình tặng sổ tiết kiệm dài hạn trị giá 50 triệu đồng cho công nhân bị tai nạn lao động, tỷ lệ thương tật 51% trở lên, đang làm việc và có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cùng công đoàn cơ sở công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phú Doan cũng trao tặng 50 phần quà cho các anh chị công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty, giúp các anh chị có động lực vươn lên trong cuộc sống.